và các bạn, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua thì đã có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đem lại sức sống mới trong đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở các địa phương đơn vị trong tỉnh đã có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây là hoạt động góp phần tô đậm những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, tạo không khí sôi nổi cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi năm có hàng trăm buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng, các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ được tổ chức với quy mô từ tỉnh đến cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng được các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị tổ chức gắn kết với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ lớn của dân tộc. Tại mỗi kỳ liên hoan hội diễn văn nghệ quần chúng, hàng trăm tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc được các đơn vị dày công xây dựng, tập luyện và trình làng đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ, thưởng thức của đông đảo khán giả. Điều đó khẳng định sức hấp dẫn, vị trí quan trọng của nghệ thuật quần chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các hoạt động vui chơi văn hóa lành mạnh trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, đồng thời thiết thực phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Những năm gần đây thì từ miền núi, đồng bằng, miền xuôi cho đến những vùng núi cao thì chúng tôi theo dõi phong trào thì chúng tôi thấy là cái phong trào phát triển rất tốt, đặc biệt là cái về bảo lưu và giữ gìn những cái truyền thống, văn hóa truyền thống, ví dụ như dân ca, dân vũ, dân nhạc của những dân tộc thiểu số Thanh Hóa thì hiện nay là đã đang được bảo tồn, lưu giữ và phát triển. Các cơ quan, các cấp, các ngành đã quan tâm đến cái lĩnh vực văn hóa văn nghệ quần chúng. Thì tôi nghĩ rằng là cái này hoàn toàn là rất là tốt, là vì là khi mà quan tâm đến cái mảng phong trào này thì sẽ đưa một cái tinh thần rất lớn cho cán bộ công nhân viên chức của đơn vị mình, thậm chí là công nhân lao động. Bên cạnh đó, sự đa dạng của các hội diễn ngành cũng từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút nhiều ngành, nhiều giới cùng tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của các nhóm đối tượng khác nhau. Ngành nào, giới nào cũng có các hoạt động đầy tính sáng tạo, thể hiện đặc trưng riêng của mình. Với tinh thần tự giác và hào hứng, phong trào văn nghệ quần chúng đã đáp ứng được phần nào đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trong thời gian qua. Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, trong những năm qua, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hóa thông tin huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Hà Trung năm 2019 với chủ đề Khắc ghi lời Bác, sáng mãi niềm tin là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia hội diễn có gần 1.300 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên quần chúng, đại diện cho 25 xã, thị trấn và 19 cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Hội diễn có hơn 100 tiết mục văn nghệ đặc sắc được các đội đầu tư kỹ lưỡng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước,
tình đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương, mang đến cho người xem những giây phút rung động, cảm xúc và yêu mến. Hoạt động văn hóa văn nghệ để góp phần thứ nhất là cái tuyên truyền đưa các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đến được với nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở, đặc biệt là ở các xóm làng. Thứ hai, thông qua hoạt động văn hóa cơ sở đó để mà giữ gìn phát huy những cái nét văn hóa truyền thống tốt đẹp gọi là bản sắc của các địa phương, đấy, từng làng, từng xã và ở cái phạm vi chung là cộng đồng cấp huyện. Và cũng thông qua cái hoạt động văn hóa cơ sở đó để là cổ vũ cho các cái phong trào khác, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, để phát huy như cái hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở mà mình đã đầu tư xây dựng. Thì cái hoạt động văn hóa văn nghệ nó sẽ góp phần tô điểm thêm cái đời sống mới ở nông thôn để tạo ra cái sức sống mới trong cái xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Khi mà tham gia theo dõi các tiết mục văn nghệ thì bản thân là rất chi là cảm thấy rất chi là phấn khởi và cũng như là tự hào, rất chi là vui mừng mà cũng như là những là công tác tổ chức ở đây rất chi là tốt, đảm bảo. Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Hà Trung năm 2019 thực sự là dịp để các diễn viên không chuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động văn hóa, văn nghệ giữa các cơ quan đơn vị, cũng như nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và người lao động. Thông qua chính hơi thở của công việc, của cuộc sống, mỗi nghệ sĩ quần chúng được thể hiện chính mình qua các tiết mục. Xem họ trình diễn mà cảm thấy như họ đang thể hiện tình yêu, nhiệt huyết trong đời sống lao động một cách hăng say. Họ ca, họ múa, hòa vào nhịp điệu trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Tất cả là sự tự hào với truyền thống quê hương và tình yêu trong lao động, sự hăng say với công việc. Thật ra với các bạn diễn viên nghệ thuật quần chúng ấy, thì các bạn ấy chưa có năng khiếu nhiều và các bạn chỉ có một phần đam mê thôi. Vì thế khi mà chúng tôi đi biên đạo cho các bạn ấy, chúng tôi cũng phải mất một quá trình dài để làm thế nào để uốn nắn cho các bạn ấy làm sao mà thực hiện được ý tưởng của biên đạo một cách tốt hơn và để khi lên sân khấu các bạn có thể diễn một cách hoàn chỉnh nhất. Cảm xúc là hết sức là xúc động, bồi hồi. Mặc dù là tham gia nhiều hội diễn, hội thi nhưng mà có lẽ đây là cái lần mà nó để lại nhiều cái cảm xúc và cũng như là nhiều cái tâm trạng khi mà được tham gia hội diễn ngày hôm nay. Hoạt động văn hóa nghệ thuật đây là một hoạt động là sân khấu hóa thì nó mang lại một ý nghĩa hết sức to lớn và nó là một hình thức tuyên truyền hết sức là hiệu quả. Khi mà chúng ta tham gia hội diễn thì những cái nội dung ý nghĩa cũng như là những cái mục đích mà hội thi muốn đưa đến cho chúng ta thì ta thấy là nó gần như là truyền tải được tất cả. Để phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới, các địa phương cần quan tâm liên kết, phối hợp giữa Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện với các xã, thị trấn, các phòng, ban ngành đoàn thể và phát huy các hạt nhân văn nghệ, chủ động xây dựng một đội ngũ cộng tác viên ổn định, thường xuyên tập luyện những tiết mục ca múa, chương trình văn nghệ để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương khi cần. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, thúc đẩy đời sống nhân dân đi lên về mọi mặt. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn chuyên nghiệp biểu diễn phục vụ nhân dân, thì phong trào văn nghệ quần chúng chính là nơi tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Vì vậy, để có thể phát huy khả năng sáng tạo của cộng đồng, có lẽ cần hơn nữa những phương thức mới trong việc xây dựng môi trường hoạt động, khuyến khích quần chúng tham gia hưởng ứng, góp phần cải thiện chất lượng đời sống tinh thần. Và thông qua những phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và chuyên mục văn hóa nghệ thuật kỳ này thì cũng xin được khép lại tại đây. Phương Anh thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.